hậu vệ trái của U23 Việt Nam đã phạm lỗi với số 9 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong vòng cấm. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối diện với nguy cơ nhận thất bại trong trận đấu mà họ buộc phải thắng mới có hy vọng đi tiếp. Đó là pha bóng ở phút 88 tại lượt cuối bảng D, vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Trần Bảo Toàn có trận ra mắt đáng quên tại một giải đấu chính thức trong màu áo U23 Việt Nam. Chỉ 18 phút sau khi được góp mặt, cầu thủ sinh năm 2000 đã góp phần khiến nhà đương kim Á quân của giải đấu hết cửa vào vòng trong, qua đó không còn hy vọng giành vé dự Olympic Tokyo. Huấn luyện viên Park Hang-seo ngồi gục đầu trên băng ghế huấn luyện. Lần đầu tiên ông không thể giúp đội bóng của mình vượt qua vòng bảng kể từ khi đến Việt Nam làm việc. Bảo Toàn sau đó vẫn được tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Tuy nhiên cầu thủ này chỉ được vào sân trong khoảng 30 phút cuối trận trước Đài Loan và không để lại dấu ấn đáng kể nào. Có không ít kinh nghiệm chinh chiến tại V-League, khi được chơi cho đội một Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2019 và đến nay trải qua gần 3 mùa, Bảo Toàn đã sở hữu 26 trận cho đội bóng phố núi tại sân chơi cao nhất Việt Nam. Hiếm có cầu thủ nào cùng lứa ở giải đất hình chữ S có nhiều trải nghiệm bằng Bảo Toàn tại đấu trường này. Dù vậy, anh bất ngờ bị loại khỏi danh sách dự U23 Đông Nam Á. Nhưng rồi khi sắm vai lính cứu hỏa, quá xuất sắc tại chiến dịch AFF U23 trên đất Campuchia, Trần Bảo Toàn đang là một trong số những cầu thủ thuộc lứa U21 sáng nước được dự SEA Games 31 nhất. Cầu thủ quê Quảng Ngãi lên công về thủ không biết mệt mỏi nơi hành lang trái của U23 Việt Nam tại giải đấu vừa qua. Anh đặc biệt lợi hại trong các pha phối hợp đá phạt góc bên cánh trái. Từ chỗ là một nhân tố bị chê quá thiếu đột biến như đúng cái tên Bảo Toàn, sao mai của Hoàng Anh Gia Lai lại sắm vai người hùng khi đánh đầu, ghi bàn thắng duy nhất tại trận chung kết trước Thái Lan. Thật khó tin khi cầu thủ ban đầu bị loại lại thi đấu nổi bật và gắn kết như thể một trụ cột. Có thể lý giải rằng chân chè cánh này thực tế vẫn là thành viên trong đội hình của ông Đinh Thế Nam, vẫn tập luyện ở đấy hồi trước giải nhưng không được chọn. Tuy nhiên, phát biểu của nhà cầm quân người Hải Phòng sau chiến dịch này đặt ra vấn đề, phải chăng Bảo Toàn ban đầu bị loại có thực sự là do chưa bằng những thành viên khác? Ông Nam đã nói, những người có thể được lên U23 trong thời gian tới để dự SEA Games 31 là thủ môn Ianinie. Ngoài ra còn có anh Việt, Duy Cương, Dũng Quang Nho và Bảo Toàn. Có thể thấy động thái ban đầu không dùng cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai tạm lý giải bằng việc không phù hợp với yếu tố chiến thuật. Tuy nhiên, dường như ông Nam muốn cất Bảo Toàn cho SEA Games 31 hơn. Bởi suy cho cùng, giải đấu vừa qua trên đất Campuchia cũng chỉ là mang tính chạy đà. Nhiều đội sử dụng đội hình còn trẻ hơn cả lứa U21 của Việt Nam, mà điển hình chính là người Thái với dàn cầu thủ U19. Kể từ sau trận ra mắt U23 Việt Nam tại xứ Chùa Vàng vào năm 2020, Trần Bảo Toàn đang có cơ hội sát cánh cạnh thầy Park trong chiến dịch cuối cùng mà huấn luyện viên này còn trực tiếp dẫn dắt đội U23. Sự cạnh tranh sẽ là rất khốc liệt nhưng với những gì đã thể hiện, Bảo Toàn có quyền hy vọng sẽ gỡ gạc lại được hình ảnh về chàng trai thiếu kinh nghiệm ngày nào trong mắt huấn luyện viên người Hàn. Nhưng trước thềm kỳ đại hội thể thao khu vực mà mục tiêu của bóng đá nam là bảo vệ tấm huy chương vàng, thì U23 Việt Nam sẽ được thử lửa ở một giải đấu giàu tính cạnh tranh hơn. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 3 đến 30 tháng 3, chúng ta sẽ tham dự Dubai Cup. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lựa chọn các cầu thủ U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2022 và kết hợp thêm với những cầu thủ thuộc đội U21 vừa vô địch U23 Đông Nam Á. Đây mới được xem là chiến dịch chạy đà thực thụ cho SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á. Bảo Toàn hứa hẹn sẽ có tên và anh cùng các đồng đội có dịp đối đầu với U23 Iraq, U23 Trung Quốc và một đối thủ sẽ lộ diện sau hai lượt đấu đầu. Đó là chân dung của Trần Bảo Toàn, cầu thủ ngày nào còn non nớt tại vòng chung kết U23 châu Á này đã trở thành người hùng tại giải Đông Nam Á và một trong những niềm hy vọng của bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games tới được tổ chức trên sân nhà. Sapa rất cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi video này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các sản phẩm khác.